Cái này sao nút? Cây sao mai sống dữ vậy, để nhét rồi sống dữ vậy. Cái này là hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai biết rồi, nhưng mình gì đâu mà che nhánh đâu quá không vậy. Dạ, cái này dục hả? Đâu đúng vậy, cây này là của là anh để anh tặng ở vườn mai Bảo Châu ở Đồng Nai nè. Tôi tưởng tặng cách đây 2 năm rồi đó. Tôi tưởng là dục về tôi lụm cái đại gì thấy tròn nhìn nó quái quá. Hello, xin chào Nút nha. Chào. Nãy giờ Nút sửa mai giùm em một cây rồi nè, nè chị. Rồi, là cây hai cây rồi nè. Siêu bông Sài Gòn nè. Đấy, con thú nè ha. Đó, siêu bông Sài Gòn. Còn cây này siêu bông Lợi nè. Còn cây này hồng ngọc mai. Cây đó mình cái này nếu mà mình chỉnh lại, mình chỉnh sao anh Nút? Cái này nó hư nhánh chết nhánh hết rồi, giờ mình tỉa đi, mình tỉa mình nuôi lại. Mình cây này là cỡ nè, coi nhánh nó mớp lum hết nè. Cái này là ở nhà mà không biết bữa ai ta mẹ hay là mình gì đâu mà mình đi dây sao nè. Giờ mình tỉa vậy đi, không mình tỉa bỏ dây ra luôn, không bỏ dây luôn không đó, mình tỉa vậy đi cho nó tạo hình dáng lại. Cái này mình chưa có sửa đâu nha, cái này đi đâu ấy quá, tỉa luôn hả? Tỉa vậy đi nè, nhánh gì đâu một con luôn. Mà cây này hồi xưa đẹp lắm á. Đúng rồi, hồng ngọc rồi, đó tôi có cây tôi bán rồi nè, cái này nó sửa thì tỉa chừng tay này không? Nè, nè, tao phải bấm phải tỉa, vô mình không tỉa vậy nè, thấy không? Nó tỉa nó mới ra hình tay được, nè, thấy không? Hình như kẽm này kẽm của vườn người ta ấy luôn sao á? Đúng rồi, chắc vậy quá. Nè, thấy không? Mình bấm là một tay, ở đây một tay nè, ở hồng không có chỉnh sửa đó, đâm ra nó đi lum hết nè. Tỉa sửa vậy đi, nó nè, thấy không? Nuôi lại phải không? Ừ, gì dây đó, chở gì mua gãy mình luôn. Để ép biết thì không phải nè, xấu cái này nè, chết nhánh mình luôn mà. Dẹt lại đi, rồi mình nuôi lại. Cái này nuôi giống cây mai bình thường không, hay là có gì khác không? Không, cũng bình thường, nó đâu có gì đó. Nè. Trời ơi, thấy không? Gì đâu mình lum á, bây giờ mình tỉa bỏ bớt đi. Nó tất cành rũ rồi đúng không? Ví dụ như vậy nào, bính nữa vậy. Nhưng mà cái này nó giòn lắm á. Dễ gãy phải không? Cái này y như cái gốc seri vậy á. Cái bông nó cũng y như cha bông seri luôn á. Seri mình ăn á. Mà này gốc dễ thương quá. Đơn giản hơn là sửa tỉa. Thằng này là mặt sau nè, cành hồi nè. Ấy bên cành thông nè. Mặt trước nè bên này. Đây. Này nó y vậy nè. Cái đỉnh á, đi giờ ra lại ra cây bonsai luôn rồi. Không, cái này mình chỉ có tỉa thôi, mình chưa có sửa gì hết nhau. Tỉa không nó ra cây vậy nè. Đó, mình tỉa về đi đó, mình chơi. Ví dụ nó ra. Nó ra cái mình tỉa, mình ấy lại cái mình để gì đâu thì nó hoặc gì đúng ra. Không, ví dụ bonsai kiển thì mình chơi vậy, chi tay từng chứ không phải như mai. Mỗi tôi nói á, mỗi mày là chơi bonsai luôn à đúng không? Thì cái này nó khác. Thứ nhiều người ta vô nó không mai sao rồi sửa giống con sai sao sửa đó rồi. Nhưng thằng này mới mốt khác. nó lợp ra được tròn như mai không ta? Đúng được, nên mình lũa xuống đây vậy. Mình đây thì mình lũa xuống này, mình cứ từng gì rút xuống gì cái hình thẳng xuống về luôn, thấy không? Đó, mình không có tạo gì á, đây cần rớt xuống hả? Cần rớt đó, mình đi cái tỉa thôi nha, mình chưa có đụng đẩy gì hết ta. Thấy không, thấy không? Cành thông ra, mới tỉa là ra hình luôn nè. Đó, rồi bởi cái này mình phải tỉa, mình chăm, mình chỉnh, sửa cái gì đâu mà để gì đâu, trong hóng con kẽm nhánh gì đâu, cái này chắc tôi tưởng nó giục, tôi lụm. Cái này mình bón phân nó giống như thằng kia không ta? Không, cũng được, này nó dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn hả? Này tứ phân, mai tứ nó luôn. Với thằng này nó ra quanh năm hả? Ừ, nó có bông trái cũng đẹp lắm á. Để ghét gì vô chung là bởi cây mỹ để đây nè, nghĩ ra. Xong rồi nó mọc, rồi nó tỉa tùm lum phải đúng không? Này nó cũng cần ánh nắng mà phải không? Không, ví dụ như mà nó dướng vô đây nè, nó đâu có đẹp không? Nó để cho kiếm đâu, dù mình kiếm đây chậu rồi mình để đây. Để bên này được không? Để vô đây được không? Thì cũng được. Mình cứ để gì để đâu kỳ cục không? Để vô đây còn bộ hộp phải không? Không, chỗ này hồi trước là định để cái bình đây nè. Thôi để vô cũ đi, nó rớt á. Dùng mình kiếm cái chậu gì mình lấy để được. Chú để cái này nè Út. Để cái bình này ở dưới đây nè. Cái đất đây nè. Lấy cái này lên coi thử không?
cây đó rồi hả, gặp mình á, giờ mình luôn mình làm lại. Đâu thử lên, thử lên lấy cái cây đó coi thử ra. À, anh chị. Cái này vườn mai hưng thịnh, ở lộn. Vườn mai thịnh phát. Vườn mai thịnh phát anh Trơn, tặng em ha. Cái này vườn mai thịnh phát anh Trơn tặng em. Trời ơi, rễ đâu kia vậy? Đó thấy chưa, rễ đâu ra thua gì cây của Út đâu. Có mấy cái này về mình nuôi lại cho. Cái này về ổng nuôi giùm ha. Cái này chắc mình về mình nuôi lại giùm cho. À. Mình nuôi ấy, dụ mình nuôi tốt thì chỉ nhà hồng chơi mình cắt tỉa sửa lại. À. Đúng vậy. Rồi, cái này mình phải mình này nó về sống về dễ rồi. À, nước nó, không? Nó nhẹ đúng không? Để sống về nước đúng không? Đúng rồi. Nó đâu có phăng ngang đâu. Ở mình nói á, người ta không tin. Bây giờ thấy chưa? Sống về nước nè. À. Nước không dưới hả? Ừ. À. Không, mình về mình phải cho phân vô đây rồi. Nhưng tháo kẽm mình và cái này thì giờ ấy phân dễ, tại cái phân nó để ở dưới nó chổng ngược lên á. Biết rồi. Không? À, hồi đó là nó vô ngược. Vô ngược, hồi đó vô phân ngược. Mình đâu bây giờ mình thấy không, cái đứt bình của mình á là nó tạo dưới đây nhỏ xíu à, mình vô được vô cái này tầm thương với. Nhiều khi mình nhưng mà chơi cái này giấu được người ta, giấu được người ta cái đứt không ta không biết. À. Như vậy sao ấy, chợ chà bá gì không trời. À, của mình là cái lỗ có tí xíu mà ngón tay cái này. À. Với cây này về mình làm cây đổ được không? Thì nãy giờ mình làm được. Làm cây này dạng cây đổ bay đi hả? Ừ, đổ bay. Phải sửa cái cành này lại. À, sửa cành lại. Nhánh lại, cắt bỏ nhánh này, chết hư. Chết một nhánh phải không? Ừ. Cây này là ví dụ như đài mình lộn. Làm cái này mình làm cho hồng không, ví dụ là tốt hồng xài nha. À. Nói chung cái này nó cũng hơi yếu. Không, nói chung là cũng hơi. Cái này chết nhánh mình lum mà thấy không? Giờ mình cắt mình xả ra, mình vô khoan mình bón lại, mà chậu gừng mình bỏ mà thấy không? Ví dụ cái này có là cần làm đỉnh không? Cái này sao đỉnh được? Cái bình này mà bay thì dụng làm đỉnh tôi làm cho. Nhưng mà làm đỉnh nó đẹp được, không? Đẹp được, đẹp được không? Làm đỉnh như vậy được. Này làm đỉnh được không? Giờ mình phải cắt sửa mình sửa cái nhánh này. Cái này mình phải cạp bỏ. Bỏ luôn hả? Ừ. Bỏ cạp tới đây thôi, tới cái keo lại cái nhánh đâu cần ghép gì đâu đây phải không? Không 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 ghép này nó xấu phải không? Ghép được này mình cắt nhẹ này nhánh trồi gừng đó nè. À, mai dại như là trồi dại á nè, ở đây chỉ ngày ghép thôi. Này giống gì đại lộc đúng không? Thằng này đại lộc dạ, nhánh này là mai vinh nè phải không? Ừ. Thằng này vinh nè đó, không nhìn nó yếu mà nó lên không nổi chưa? Ừ, thấy chưa, thằng này nhánh vinh nè, vinh mà lên thì không nổi, nó chi làm sao thằng này ghép ngay đây nè. Ừ. Thấy cái nhánh nó chết không, thấy chưa? À. Mình phải tháo ra. Thằng này là zin luôn phải không? Ừ. Thằng này nè. Ừ. Không ơi, này ghép rồi, này ghép vô đây nè. À nó vô phải không? Nè. Này ghép à. Ừ. Bởi vì lá nó bự hơn. Không, cái này á về ví dụ mình chăm thằng này nó bị vàng lá gân vàng lá gân xanh nè. Ừ, nó yếu quá, nó yếu nên nó vàng lá gân. Vàng lá gân xanh nè. Ừ. Tại cây này để dục trong gốc đó. Không có cái gì hết, bởi vì nói chung là cái này nè. À cầu đỡ nó. Sống à. Đúng không? Cái này là nhà nước sống mà cái không có nhà đất. Nước đâu là nó trong cổ chung à. Đây. Bởi vậy mà nó sống mới sống không? Nè, còn nhà nước nè. Ờ. Thấy không? Rồi sống nhờ cái đó thôi, nó chết rồi đó. Đó. Bởi vì mấy cái này mà quên tứ cái là ngủm củ tỏi liền. À, vậy là coi như là hên đó ha. Ừ, đúng rồi. Thôi bỏ vô chậu đó nó dư nước phải không? Ừ, cái này mình xách về đây cái gì chăm cho hồng nha, nó thẳng luôn. Rồi, vậy cái này để đây đi. Rồi, ví dụ này chút mình nha. Mình về mình cắt tỉa mình sửa sạn lại. À. Mình về mình làm đi, rồi ví dụ chủ nhật đi, ghé vườn chừa xuống 6. Mình coi mình làm. Tham quan lại phải không? Quay lại coi mình cái cây nó khác 100%. À, nhưng mà không để lại đó quay tháo ra vô phân lại. Cũng được. Đó. Đúng không? Đúng không? Được. Ờ. Bây giờ mình nuôi lại mình gán mình nuôi một tí. Dịch. Cái này mà hồng nói đừng có cây của hồng đúng không? À. Cái hồng nói nó cây của cái này. Thôi vậy là đang clip mà nói cây không, cây này là cây giống như cây bán cho Út. À, không sao, nó tự đâu gì đâu. À. Ví dụ mình nói cây hồng được, không nuôi gì nuôi. Cái giờ cái nhiều người ta gỡ cây mình làm á, mình ta không làm mình đầy những không yên tâm đi. Để nó anh lòng cho. À, không, ừ. Ai được ai ha. Ừ. Tính cái gì mình lấy đi. Đây đây thứ đi. Không mình tỉa lại thấy không, nhìn thấy không? Đâu cần sửa đâu, nó nhìn thôi. Chúng ta mày nhét vô học cái mà cây nắm chết luôn.
Rồi anh chị mình chuẩn bị tham quan xem cái vườn ở nhà ông chủ kênh. Xấu quá để xấu cây quá à. Không thì vô thì nó còn nữa rồi. Em còn một số tác phẩm độc lạ nữa, bà con chuẩn bị mình đón xem tiếp nha. Rồi cây này nãy giờ cũng tỉ sơ sơ rồi à. Đang đợi cây đại lộc thì mang về cho anh Út ảnh chỉnh sửa lại, chăm sửa lại cho nó đẹp. Rồi cảm ơn anh Út nhiều nha, xin chào và hẹn gặp lại chị các bạn ở những cái clip tiếp theo.